Mai Ấm TT xin được kính chào cả nhà mình. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe. Đây là 10 em cún bị nhốt trong củi sắt, chờ giờ lên bàn mộ. Nhưng may mắn cho các con đã được các cô chú trong hội lớn tuổi, hội hưu trí, chị Trang Hiền Nguyễn, chị Trang Ngô, bạn Thơ và gia đình bạn Hy đã chung tay cứu giúp cho các bé. Bé nào cũng hoang mang sợ hãi, ánh mắt thẫn thờ. Các con đáng yêu quá cô chú và anh chị. Vậy mà có đứa vừa tuổi lớn, có đứa thì cũng bước sang già khậm khạp rồi, có bé thì mắt mờ, và bốn bé bị viêm da luôn cô chú và anh chị. Nghĩ mà thương xót cho cuộc đời các bé. Mẹ Ấm TT cũng ráng thay cô chú và anh chị cho các con một cuộc đời mới, cho những người bạn nhỏ của mình có cơ hội tiếp tục nhìn thấy ánh mặt trời. Thì không hiểu vì sao á, có những người lại đối xử với các con như vậy. Các bé chỉ xem như là một món ăn của người ta thôi. Buồn cho các con thật. Thì cũng cầu chúc cho cả nhà mình, tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn đã chung tay giúp đỡ cho các bé, cũng như giúp đỡ cho mẹ Ấm TT có cơ hội để che chở cho các con. Tiền chuộc của 10 bé này là 5.3 triệu cô chú và anh chị. Mình đã giao cho ông bán chó. Ở mẹ Ấm TT thì không có nước ngọt cả nhà mình. Mấy bữa nay trời nắng nóng quá, nước bơm lên mặc dù đã qua bình lọc rồi nhưng nó vẫn có cái màu vàng sậm. Mấy năm qua thì Mái Ấm TT phải sống như vậy đó cô chú và anh chị. Trong khu vực này không có một giọt nước ngọt để sinh hoạt luôn cả nhà. Từ nấu ăn uống, tắm rửa, vệ sinh mình đều phải sử dụng mà nước phèn như vậy hết cô chú và anh chị. Thì mong sao cả nhà hiểu và thông cảm giúp cho Mái Ấm TT. Thì cũng mong muốn cho các con có nguồn nước sạch để sinh hoạt. Nhưng vì Mái Ấm TT nằm sâu trong đồng ruộng đó cả nhà, ở đây không có dân cư sinh sống, nên mình đành phải chấp nhận với hiện tại thôi cô chú và anh chị. Thì xin thay các bé chúc cả nhà nhiều sức khỏe, nhiều bình an, nhiều may mắn và hạnh phúc. Cảm ơn cả nhà đã cứu giúp và che chở cho các con. Cảm ơn mọi người rất nhiều.